Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay thì Nương cùng với anh Hoàng với Út Tho mình thay mặt cho cô Diệu Hồ làm bánh mì xíu mại thịt khìa để tặng đến bà con ăn buổi sáng nha. Dạ, đây nè bà cô chú, thì hôm nay mấy mẹ con có chuẩn bị cái mâm thịt khìa nên bà cô chú rất là hấp dẫn luôn. Xíu mại nóng hổi luôn. Dạ. Đây xíu mại thì mấy mẹ con làm để trong cái cù lao nha bà cô chú. Rất là nóng luôn. Dạ, bánh mì xíu mại thịt khìa hôm nay thì có kèm bì nha. Bữa này dưa chua, có củ cải trắng, củ cải đỏ với dưa leo. Dạ. Còn nhưng mà đây là cái xề bánh mì nha bà cô chú. Không thể thiếu. Dạ, hôm nay thì cô Diệu Hồ muốn gửi tặng đến bà con là một ổ bánh mì thịt khìa kèm với một ly nước mía nha. Dạ. Dạ, giờ chị hai thì cũng đang làm nước mía. Bây giờ thì Nương cùng với anh Hoàng giúp Kho sẽ làm gửi tặng cho bà con nha. Dạ, thì trước khi gửi tặng bánh mì thịt khìa này đến bà con thì con cảm ơn tấm lòng của cô Diệu Hồ rất là nhiều luôn. Đó, thương yêu bà con ở quê tặng cho bà con một bữa ăn sáng là bánh mì thịt khìa nước mía rất là ngon luôn. Dạ, thì con cũng kính chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ hạnh phúc luôn nha cô. Dạ. Giờ mấy chị em sẽ bắt đầu làm. Dạ. Có gì nữa ấy, cái này này lên. Nay cho anh Hoàng vô phụ làm bánh mì tiếp hai chị em nha một cô chú. Mình sẽ nhét dưa leo vô chua, nó sẽ nhét bì vô. Có gì anh Hoàng nhét bì tiếp chị luôn. Chèn ít xíu mại. Hôm nay cô Diệu Hồ gửi tặng cho mấy em nha. Tí có gì cảm ơn cô Diệu Hồ. Để ngò lại cái nó bung lên. Một cây được. Nhiều quá nó bung. Tí bánh mì chú Năm ơi. Đây, được cô gửi cho Sóc. Em cảm ơn. Anh banh cái ổ bánh mì ra nè, em dễ lắm. Chèn cái viên xíu mại ra. Nghỉ học được mấy ngày không? 5 ngày ha. Được không anh chị? Thế anh để bì gọt không? Được cô gửi tặng cho họ. Đúng rồi. Ăn ngon miệng luôn. Tới cô Bảo. Bảo chạy xe phải không? Được không? Nên em mang bao tay em tiếp. Được. Này được cô gửi cho Bảo. Cảm ơn. À, giỏi. Thấy cô Ken. Nói. Hả? Nói gì vậy ta? Nói gì vậy Ken? Dạ. Này có 7 về tiếp luôn. Dạ được rồi. Này Ken được cô gửi tặng cho Ken. Cảm ơn cô đi. Giỏi. Này cầm cẩn thận nha. Này. Có. Cảm ơn. Này nổ mì ngon. Đây thật luôn. Cái ổ bánh mì hấp dẫn thôi.
Để cô gửi tặng cho các nha. Giỏi. Cái gì vậy để lên đây tự. Dạ. Dạ luôn. Quá vậy nó mới ngã. Dạ. À, để cô gửi tặng cho em. Bánh mì là này phải đợi. Ăn mới ngon. Được cô gửi tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Ăn ngon miệng luôn. À, được cô gửi tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Dạ, ngoài cái mâm thịt khề rất là hấp dẫn luôn mà cô thấy nên để ngầu xong. Dạ dạ này tặng dạ, có gì ra dạ, dạ được cô này được tặng. Cô Diệu Hồ gửi tặng dạ dạ, dạ. Ăn ngon miệng luôn cô. Ổi mì rất là ngon bà cô chú. Đứng đợi ăn mới ngon. Dạ. Dạ. À, để cô gửi tặng cho Sáu. Dạ. Bà Sáu đợi cho ông Sáu. Dạ lấy đi từ phía này trước. Có ai ăn ớt mới còn để ớt nha. Có thằng sao mà. Dạ, gửi cho Sáu. Dạ. Dạ. Ngủ. Ai dùng miếng ớt hả? Anh ớt hả? Dạ được cô gửi cho. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, ăn ngon miệng chị. Được nghỉ mấy ngày chị? 4 ngày. Này đợi xung quanh này cũng. Chị ăn ớt không chị? Không. Dạ, được cô gửi cho chị. Cảm ơn. Dạ. Này, coi mấy chị em mổ ổ bánh mì sẵn hết rồi cô chú. Làm cho nó nhanh. Sợ sáng bà con để lâu. Dạ. Được cô gửi tặng cho em. Ăn ngon miệng luôn.
là việc làm khỏe nhất. Dạ, gửi cho chị. Này là đủ nước mía luôn ha bạn. Này gần đủ nước mía luôn. Chưa ha. Dạ. Được cô gửi tặng cho em. Ăn ngon miệng luôn. Dạ, đây. Dạ, có 7 giờ tiếp luôn. Dạ, được cô gửi cho cô hàng xíu mại đi. Dạ, đây. Này 4 người luôn. Huy động lực lượng. Có cái ngò này nè, là nó lâu rồi. Dạ, để cho bà Út. Mình tranh thủ đi chợ. Dạ. Được cô gửi tặng chị em. Ăn không miệng không? Cái gì chị? Cái chim lên đây nè, cho anh quàng ở bánh mì. Mẹ bà sao? Dạ. Dạ, được cô gửi tặng cho bà ba. Dạ, ăn ngon miệng bà ba. Thế mà. Ừ. Dạ, gửi thêm bà. Thêm bà, cảm ơn. Dạ. Sáu được nước tương, sáu ăn nước tương. Dạ. Sáu nước tương. Dạ. Không giao mạng cho lên. Dạ. Nữa chị lấy cái cây gốc cái gì vậy chứ. Dạ, dạ. 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 Sứ mại dai. Em lấy cầm nước mía trước đi. Ừ. Được cô gửi cho em. Cảm ơn. Ăn không miệng luôn. Tới nhà. Được cô gửi tặng cho em. Chị khó vậy á? Dạ. Em tính hỏi chị vậy đó. Dính bao tài hay. Dạ, được cô gửi chị. Dạ. Bổ khỏi ớt luôn hả bổ? Dạ. Còn gì nó dính không? Ok, đăng trước giờ cầm tiền đi trả tình tân ta. Dạ, gửi cho bố mình. Dạ. Bố rồi bán chợ. Ờ, chưa. Thôi còn thấy tình tan, tình tan. Này em không thấy với chuột. Dạ. Sáng sớm mà.
Khỏi ớt luôn hả Bông? Lẹ ớt dạ ớt nè. Dạ. Dạ, để cô gửi tặng. Dạ. Chắc cô thì không có ớt á. Dạ. Bữa nay có thêm thành viên mới. Dạ. Dạ, thêm 7 còn về nữa. Làm cho nhanh. Dạ, gửi cho cô luôn. Dạ. Ta bị bé ớt nè. Về dạ. Ăn nước ta ăn. Dạ. Ăn có mặn lạc gì chắc đi về hết rồi sao con này không biết được tiếng. Dạ. Ờ, cảm ơn. Dạ, ăn dễ tốt. Dạ. Còn một bánh mì á sao đi. Chú có ăn ớt không chú? Dạ. Vậy thì để cho một miếng ớt. Chú ăn ớt nhà con đừng chạy nha. Trời. Dạ, gửi chú. Chú có một. Dạ. Ăn ớt không không sao? À không được rồi. Để nghỉ ăn luôn. Dạ. Dạ để cô gửi lại con sáu. Cảm ơn. Dạ. Ăn vô. Thấy nó chảy nước mắt rồi. Đó là đã vô. Không có gheo á anh Hoàng. Lấy cái ổ nào làm cho bé Ngọc không có gheo. Không gheo không? Dạ. Nói với có cô là không có để gheo á. Chứ đừng để vô đâu biết để gì. Không để thịt rồi sao? Vậy bắt năm để ớt không bắt năm? Để. Mai 4 thì làm mà còn không kịp. Ngày nghỉ. Ngày nghỉ. Dạ, ghé bắt nằm. Cảm ơn. Dạ. Không để gào. Ổ không gào của bé Ngọc. Khỏi để ngồi luôn cũng được. Được cô gửi tặng cho bé Ngọc nha. À, giỏi. Vậy. Dì Út. Được cô gửi tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, để cho cô còn chú nghe. Dạ. Dạ. Này Tâm có đi làm không vậy không? Không. Dạ. Cái này nghỉ hết lúa rồi. Hết lúa. Có không Múc? Dạ. Con gửi gì không? Rồi, cảm ơn. Dạ. Tới bảy nè, nãy giờ ấy nước mía nè. Phải không? Phải thật nhiều là phải chịu. Đầy thật đầy ổ luôn rồi. Đầy luôn, luôn. Đầy luôn. Hết thật đầy ổ luôn. Rồi. Dạ, được cô gửi. Dạ. Dạ, tới chị. Hay tới ông Út. Rồi, được cô. Rất đầy. Ôi, cô bà. Dạ. Miếng ớt hả chị? Dạ, được. Dạ, được cô ghé tặng. Dạ. Ngót không Út? À. Đó, ông Út mà có.
Dạ, được cô gửi tặng cho mốt. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đắp từ từ đi anh ơi, cẩn đi. Dạ, được cô gửi cho bà Sáu. Dạ. Xong hết người rồi mình làm nhau ăn lương bốn người. Bốn ổ. Cái còn kìa. Hey, bữa nay được cô dự hồi gửi tặng cho Khánh nha. Này, để cho Khánh. Giỏi. Ngớt không bà? Tao ngớt là tỉnh liền luôn á. À, à, cô về chơi, chơi hả cô? Chơi đi đám. Dạ. Cô ớt không? À, dạ chắc cậu. Dạ. Mấy chú cào bên với mấy chú ở dưới sân bọc. Dạ. Dạ. Dạ, Di để con chút. Này để gửi cho cô trước đi. Anh chan nước xíu mại gì nè, gửi cho mấy chú dưới luôn. Dạ, gửi tặng cho con. Dạ, còn ba chú để con chút. Sáng có bánh mì thịt thè, nước mía hết sảy. Này là ăn no luôn hả con? Dạ. Rồi ba ổ này lần để chung vô một bịch. Dạ, dạ, chung đi. Dạ. Đúng rồi, đủ ba ổ. Đủ ba ổ rồi anh. Không biết mấy chú này ăn ớt không? Để luôn hả con? Dạ. Dạ con. Này mấy chú làm mấy xuống bọc hai chị em gửi cho mấy chú. Để con tiếng nghe bà Sáu tôi gửi cho mấy chú xuống bọc. Gia phụ làm bánh mì luôn. Cho con ly nước mía nè. Dạ, đây là ba phần ổ bánh mì với ba ly nước mía. Thay mặt trong mái áo cảm ơn dạ, hai cô được luôn. Cô gửi tặng ạ, dạ. Cô Dương Hồ gửi tặng. Cảm ơn cô Dương Hồ nhiều luôn. Dạ, dạ. Ngon luôn nha cô. Có không bà Sáu? Có, để vô ký, để ký gì đó. Dạ, để nguyên hộp cho bà Sáu luôn. Ăn ớt heo heo nó mới ngon. Đây là bà Sáu nha. Bảy đem nước mía nè. Dạ, bà Sáu ấy sẵn nước mía. Dạ, được cô gửi cho bà Sáu. Rồi, bà Sáu cảm ơn luôn. Dạ, ăn ngon miệng luôn bà Sáu ơi. Chuẩn bị gì Bảo? Cái xe hả? Chàng nước xíu mại đúng không? Bác hai, bánh mì bác hai ơi. Dạ. Mình nấu bánh mì nó bự. Rồi, đây được cô gửi ổ bánh mì cho Bảo. Cái này trước đi. Còn cho ông hai một ly nữa. Ông hai lớn tuổi vậy đó mà cô chú. Mà gửi cho ông hai. Dạ. Chúc mai. Khỏi ghe quá nhỉ. Ông hai lớn. Bán là cho. Dạ, nay được cô Duyên Hồ gửi tặng hiếm hai.
Dạ, này gửi tặng cho ông hai. Dạ, được cô gửi tặng. Hai ớt không hai? Ớt không hai? Ổi hả? Ớt không? Dạ. Nè, được cô gửi tặng cho em làm này. Cho bảy thêm ổi. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Bảy hai ổi thì bảy ổi. Dạ. 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 Dạ, mình gửi cho cô. Gửi cô trước luôn. Dạ. 7 trong đây mà. Dạ. Còn mấy ổ nó cũng hết rồi đó thôi cô chú. Hôm nay thì hai chị em thay mặt cho cô dự hồ là gửi 60 ổ bánh mì xíu mại thịt khè đến bà con nha. Hai, bốn, năm ổ nữa hết. Dạ, này sẵn gửi cho bảy luôn. Còn ổ nữa. Dạ. Bảy nãy giờ tiếp gần hết luôn. Dạ, còn mấy ổ nó hết rồi. Rồi. Cho bảy. Dạ, gửi cho bảy với Ngọc. Dạ, bảy gửi lời cảm ơn luôn nha. Dạ. Dạ. Bánh mì nè chị. Vậy em để chung một bịch luôn hả chị? Hai mẹ con. Con này có mấy ngón dạ. Dạ, đủ nước mía luôn. Ngồi xe nhìn lại mất cả. Dạ, gửi hai mẹ con. Lấy ly này này. Dạ, để gửi hai ly đi. Dạ, được cô gửi tặng. Dạ. Khoái cười. Dạ, này gửi tặng cho Tâm nè. Út, cảm ơn. Dạ. Đây bé Miêu phải không? Dạ. Bé Miêu xin cho chị là bé Nhí luôn ha. Phát chính. Để con chút nữa. Phát chính nhìn anh Hoàng. Tập trung làm. Nay cho vô phụ làm bánh mì luôn phát chính. Mai mốt thành đầu bếp luôn. Phải tập làm chứ. Ai dạ. Đâu nói hoài cho ai đâu. Dạ. Nếu còn nó mà. Rồi gửi cho bé Miêu nha. Bé Miêu với cô chị Nhí luôn. Hai ly nước mía nữa. Hai được cô Dự Hồ gửi tặng cho bé Miêu nha. Hay để chị ấy cho được không? Được không Miêu? Để chị ấy sọt vô tay nha. À, dạ cẩn thận nha. Cảm ơn cô Dự Hồ đi. Giỏi. Rồi, giỏi. Dạ, còn ổ gửi tặng bác chính. Dạ. Rồi ăn ông miệng cái bác chính. Dạ. À, rồi sáng hôm nay thì Nương cùng với anh Hoàng giúp Tho làm xong 60 ổ bánh mì thịt khìa xíu mại rồi nha. Dạ. Thì hôm nay con cảm ơn tấm lòng của cô Dự Hồ rất là nhiều đã thương yêu bà con ở quê tặng cho bà con một bữa sáng rất là ngon luôn. Dạ thì bà con cũng rất là vui khi nhận bánh mì và nước cô gửi tặng nha. Dạ. Thì con cũng kính chúc cho cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe.
luôn vui vẻ hạnh phúc, và công việc thì lúc nào cũng gặp nhiều may mắn và thuận lợi hết luôn nha cô. Dạ thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào.